thời bình gì niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2007. Hôm nay vẫn còn trong tháng Giêng của âm lịch, tức là chúng ta vẫn còn hương vị Tết. Và các vị để ý là mình thấy một cái Tết nó đi qua rất là nhanh. Hơn lần rồi thì thầy trò chúng ta gặp mặt, đó là những ngày cuối năm của Tết âm lịch. Rồi lấy quay cái chúng ta lại gặp mặt nhau trong những ngày đầu năm của Tết Đinh Hợi. Và rồi mình kiểm tra lại thì thấy một năm đi qua rất là nhanh. Và trong Kinh Pháp Cú có bốn câu rất là hay, không biết các vị có thuộc hay chưa. Tôi cũng hay nhắc đi nhắc lại bốn câu kinh này trong nhiều lần tôi có dịp dạy học ở nhiều nơi. Đó là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Câu này rất dễ thuộc, phải không? Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thưa các Phật tử, là một năm đi qua rất là nhanh. Nói một năm thì nó lâu, nói gần hơn đó là một ngày đi qua rất là nhanh. Các vị thấy thoáng cái vẹo là nửa ngày rồi. Rồi mình nhìn xa hơn, thưa đại chúng, là một đời người cũng đi qua rất là nhanh. Tôi nhớ là tôi mới có thanh niên đây mà bây giờ lũ khủ rồi. Và hôm lần về Việt Nam rồi, tôi có dịp đi thăm thầy của tôi thì tôi thấy thương vô cùng. Ông cụ mới hồi tôi ra đi thì cụ còn rất là ngon lành, đi đứng ngon lành, nói năng ngon lành, trí nhớ còn rất là tốt. Ấy thế mà về lần này thì thấy cụ đi những bước chân nó rất là nặng nề, chứng tỏ là già hơn rồi. Rồi nhìn thấy cụ ngồi, lưng cụ hơi khòm khòm. Hai cái điều này nó đập vào mắt mình thấy thương vô cùng. Nhưng mà thương hơn nữa là cụ quên rất là nhiều. Cụ cứ hỏi một chuyện, rồi mình nói xong, cái hôm sau đi thăm, cái cụ lại hỏi chuyện đó nữa. Và mới 5 năm trước đây thì cụ quy phong là thế. Ấy vậy mà bây giờ thì cụ giống như ông nội của mình, hiền, thiệt là hiền. Và có khi những điều cụ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cho nên là những người thị giả bên cạnh cụ có khi nó phải nói rất là lớn tiếng để cho cụ nhớ lại. Và mình nhìn ở cái góc độ bình thường với cái con mắt thường thì mình thấy là dù cho danh của ta lớn đến đâu, ta giàu sang đến đâu, quy quyền lớn đến đâu, bình thường thiên hạ sợ mình bao nhiêu đi nữa, nhưng mà tới lúc mình già, mình lẫn lộn, mình nhớ, mình quên, cái tự nhiên mình như em bé. Tự nhiên cái quy phong của ngài nào, dù cho quy phong đó là quy phong của ông tướng lĩnh, của vị tổng thống, hay là của một vị đạo sư rất là vang danh thiên hạ, thì lúc bây giờ quy phong nó bay mất tiêu à. Người ta không còn sợ sệt mình. Và cái sự kính nể đối với mình nó chỉ là vang bóng một thời thôi, chứ không thể giữ gìn được lâu. Và từ điều này nhìn lại cuộc sống chúng ta, thưa các vị, là ở mức độ cạn nhất là ta đến lúc tuổi già rồi,
sức khỏe nó theo hình hài nó ra đi, thì dù cho mình cố kéo lại không có được. Rồi vật chất của cải mình nó cũng theo với cái điều kiện sức khỏe mình nó ra đi, mình giữ không có được. Mình tần tảo cực nhọc cả đời gom về của cải vật chất để cho mình có miếng ăn ngon, để cho mình có cái mặt đẹp, để cho mình có cái điều kiện tiện nghi sung sướng. Nhưng mà ví thử các vị bệnh rồi, miệng các vị không buồn ăn, lúc bây giờ thức ngon vật lạ đưa đến các vị thèm ăn vô cùng, nhưng ăn miếng đầu thì nghe được được, miếng thứ hai nó đắng còn hơn thuốc bắc nữa, thế thì có hạnh phúc gì đâu trong cái ăn, phải vậy không? Rồi hình hài mình tới lúc mà nó rã rượu, tới lúc mà nó cằn cỗi, nó mỏi mệt, ta ăn sang, ta mặc đẹp, ta diện thật là bảnh bao ra đường, thì cũng cái hình hài nó già cỗi, nó tàn úa chứ. Đâu có vì lý do ta mặc áo hồ cừu đẹp mà nó sang hơn đâu. Thế thì cái thứ nhất nó sẽ bỏ ta đi, đó là sức khỏe của ta. Cái thứ hai nó bỏ ta rất vội vàng, đó là của cải vật chất quanh ta. Tôi biết có những người họ rất là giàu, họ đến đất nước Mỹ này trước năm 75 rồi, và danh vọng họ rất là lớn, họ là bác sĩ, rồi con cái họ nuôi trưởng thành là bác sĩ, là kỹ sư, cả nhà bác sĩ, nha sĩ cả. Nhưng mà tới lúc bệnh rồi thì giống như tôi vừa nói cùng các vị đó, họ ăn miếng thứ nhất thèm vô cùng, thức ăn ngon vô cùng, nhưng mà miếng thứ nhất ăn vô thì nuốt được, miếng thứ hai nó đắng còn hơn là cái thứ gì vô miệng nữa, cho nên không ăn được. Thế thì tội cho cuộc sống mình vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Những cái mà mình trân quý, mình bỏ công sức lớn lao vô cùng cả một đời vì nó, đó là của cải, mà tới lúc mình bệnh nó phản bội mình như vậy. Rồi cái thương hơn nữa là tới lúc bệnh đưa vô bệnh viện, thưa ông chồng thì ông bận cái công việc ở phòng mạch, cho nên ông cũng không buồn chạy vô. Rồi con cái thì mỗi đứa nó đều có phòng mạch của nó cả, nó chạy vô nó để cho cái chậu hoa, nó hỏi đôi ba tiếng, rồi bà bực bội bà la thì nó đi về. Và cuối cùng thì người thân cũng không thấy đâu, chỉ có những người y tá chăm sóc cho ta. Rồi cái tội nghiệp hơn nữa là cái cơn đau của chính hình hài, thưa không có người thân nào thay ta chịu được những cơn đau cho ta cả. Nhiều lắm thì họ đứng bên giường, họ hỏi thăm, họ sờ đầu, họ đắp cái mền, thế thôi. Rồi cái chuyện bệnh của thân các vị, chính các vị phải lo lắng lấy. Rồi cái điều thương hơn nữa là gì? Thưa đại chúng là, rồi tới lúc mình mà hấp hối trên giường bệnh, mình ra đi do cõi mịt mùng, nó còn lo lắng, còn sợ hãi hơn là những lúc mà chúng ta một thuyền lên đên giữa biển khơi, nhìn trời đen bốn bề tối thui ở ngoài biển nữa. Ví dụ như mình vượt biên trên con tàu thì còn có bạn, có bè, có người chung quanh. Cái chuyến vượt biên đó nó hải hùng, nhưng mà cái chuyến vượt biên hải hùng nhất của đời người, đó là cái chuyến rời hình hài này, một thần thức ra đi trong cõi tối tăm, cái đó nó còn đáng sợ hơn nữa. Và do vậy Đức Thế Tôn có câu kinh Pháp Cú là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Các vị thử nhìn cái đời sống mình tới bây giờ, cái gì nó đi qua rồi nó đâu có trở lại. Sức khỏe mình nó đi qua, nó đâu có trở lại. Rồi những người thân của mình thương quý nhất như ông bà mình, đi qua rồi đâu có trở lại. Cho nên trong cái đời sống của người Phật tử chúng ta, cái điều gần gũi nhất chúng ta phải thực tập, đó là mình trân quý từng ngày còn sống trên cuộc đời. Điều gì làm cho chúng ta phải trân quý từng ngày sống trên cuộc đời? Thưa, điều gần gũi nhất ấy, là nếu một ngày mà mình không có tu tập giỏi, mình để cho những cái buồn, phiền, lo lắng, bất an, suy tư
nó trấn ngự trong tâm thức mình. Thứ nhất là mình mất đi một ngày rất là vô duyên, một ngày mà các vị sống với niềm vui nè, các vị tu tập nhiều thiện nghiệp nè, tức là một ngày mình sống có lời. Nhưng mà nếu cũng một ngày các vị để cho cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo lắng, ưu tư nó trấn ngự trong tâm thức của các vị, thế thì một ngày mình chất nặng nỗi niềm trong tâm thức mình rất là tội nghiệp. Cái thứ hai là một ngày nó phung phí, rất là vô ích. Rồi mình chồng thêm trong tâm thức mình những cái nghiệp của lo lắng, buồn phiền, bất an. Và thế thì đã mất một ngày mà lại còn thêm một ngày chuốc nặng buồn phiền để làm vốn liếng cho tâm thức mình. Thế thì người ta ra đi thảnh thơi với cái tâm thức rảnh rang nhiều thiện nghiệp. Còn mai kia mình ra đi thì với cái tâm thức chất nặng lo âu, buồn phiền, giận tức. Thế thì mình lỗ vô cùng, lỗ ngay kiếp sống và cũng lỗ lã trong tương lai. Đó là hai điều mà Phật tử chúng ta phải trân quý từng ngày trong cuộc sống này, vì biết rằng sinh mạng mình nó ra đi rồi nó không trở lại, như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại là như vậy. Và trong cuộc sống đời thường này, chúng ta thử kiểm tra coi là trong hình hài này, cái gì quý nhất, cái gì gần gũi mình nhất, mình sử dụng thường nhất, cái gì? Con mắt mình sử dụng thường nhất. Sáng thức giấc thì người ta gọi là mở mắt thức giấc. Cái chuyện hơi thở, cái chuyện sức khỏe, cái chuyện cái chân là cái chuyện sao? Mà cái chuyện đầu tiên trong cái hình hài vật lý mình á, thì thức giấc đầu tiên là mở mắt ra là thức, nhắm mắt lại là ngủ. Rồi quan trọng nữa là nhắm mắt thì chết, mở mắt thì sống. Rõ ràng là con mắt của chúng ta là một cái bộ phận nó gần gũi nhất, nó thân tình nhất của mình, mà có đôi khi chúng ta không có nhớ nó nhiều. Và mắt nó biểu hiện nhiều lĩnh vực. Ví dụ như người ta đi coi dâu, người ta cưới dâu, người ta gọi coi cái gì? Coi mắt. Tại sao coi mắt mà không coi mặt? Không coi toàn vẹn hình hài con người mà. Cưới người ta cưới cả một con người, chứ đâu phải cưới hai con mắt không đâu. Ấy vậy mà người ta cưới dâu, ta gọi là đi xem mắt. Và người ta đánh giá một con người cũng qua con mắt nữa. Ví dụ như người kia là người đoan trang chính trực, người ta nhìn vào mắt người ta biết. Người kia thông minh tài tuấn, người ta nhìn vào mắt người ta biết. Người kia nói dối, người ta nhìn vào mắt nó biết. Khoa học bây giờ nó chụp hình người ta mắt tử thi là nó biết cái người sát nhân đó hình dáng ra sao. Tại vì nó lưu lại trong đồng tử của người nạn nhân kia rất là lâu. Và do vậy cái bộ phận quan trọng nhất của ta sử dụng thường nhất, đó là hai con mắt. Bây giờ ngày Tết mình nói chuyện hai con mắt cho vui. Và xin hỏi nhau là con mắt chúng ta, cái khả năng của nó bao lớn, nó có hạn chế hay không? Con mắt các vị, như mình vừa nói một vòng đó, thứ nhất là nó biểu lộ tâm tư nè, tình cảm nè, sức khỏe nè. Ở mức độ cạn nhất, nó biểu lộ sự duyên dáng của một con người, thông minh của con người, tâm tình của một con người. Thế nhưng mà cái điều gần nhất mình khảo sát thì các vị biết con mắt của chúng ta nó rất là hạn chế. Mắt này hạn chế so với những loài côn trùng bé nhỏ như con chuồn chuồn, con mắt mình thua nó rất là xa. Tại sao? Các vị để ý là con mắt của con chuồn chuồn nó rất là đặc biệt, là nó cùng một lúc nó thấy trước, thấy sau, thấy hai bên, thấy trên và thấy dưới. Ta chỉ có thấy phía trước thôi. Sau lưng ta ai đến tình cờ đi rất nhẹ, vỗ vai ta giật mình, ta không thấy người phía sau. Nhưng mà các vị từng bắt chuồn chuồn lúc bé đó, các vị thấy là mình đi rất nhẹ, lén lén đi sau lưng nó mà tới gần nó bay mất. Nó có khả năng là con mắt nó thấy cả phía sau. Đó là cái thứ nhất về cái khả năng thấy rộng của nó.
Cái thứ hai là mắt của mình. Ban đêm tối trời thấy ai cầm cái hương quơ cái vòng vậy, mình thấy cái gì? Thấy cái vòng lửa, phải không? Người ta múa kiếm giỏi thì mình thấy kiếm quang nó tỏa một vùng chung quanh thân của họ như một móng bạc. Mắt của mình, hình ảnh nó lưu lại bao nhiêu giây đó nó mới tan đi, cho nên cái gì quay nhanh thì mình thấy nó một vòng tròn. Như cái quạt trần trên nhà quay nhanh, mình thấy nó là một vòng tròn. Trong khi mắt của loài động vật như con chuồn chuồn á, nó không phải như mình đâu. Nó thấy cánh quạt nó di chuyển vậy, có khoảng trống chứ không có cái vòng tròn. Và nó thấy rất rõ ràng là cái hương quay một vòng chứ không hề là cái vòng lửa. Chúng ta mà cầm cái hương, cầm cái đuốc quay một vòng thì ta thấy vòng lửa thôi. Đó là mình nói chuyện, cái khả năng, cái độ nhạy của mắt mình thua loài động vật. Cái thứ hai nữa là có những loài động vật ban đêm nó thấy như ban ngày, như loài mèo, loài chim cú. Chim cú nó bay lên, nó bay tuốt trên tầng cao. Thế nhưng mà dưới này con chuột chạy là nó thấy ban đêm á. Và nó có thể thấy luôn cái vết nước tiểu của con chuột dọc đường nữa, chứ không phải là chỉ có con chuột thôi. Mắt của nó sáng là như thế. Cho nên về cái lĩnh vực vật lý á, thì con mắt là nơi được trân trọng nhất của đời sống con người, cái bộ phận cực kỳ quan trọng. Làm duyên làm dáng cũng bằng đôi mắt. Có cái bài nhạc nào đó, có câu hát gì có gì nhớ không? Mẹ cho em đôi mắt để nhìn đời và cũng để làm duyên đó, phải không? Đôi mắt là cửa sổ của cái đó thì ai cũng thuộc cả. Rõ ràng là con mắt của ta nó biểu lộ sức khỏe nè, biểu lộ tình cảm nè, nó làm duyên làm dáng nè, nó là cái khả năng để chúng ta có được hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời. Ấy vậy mà so với loài động vật, con mắt của mình nó hạn chế vô cùng. So với chư thiên, mắt của mình càng hạn chế hơn nữa. Chư thiên có thể nhìn suốt cả ngàn vạn dãy thiên hà, ngang tường ngang vách mình không thấy, nhưng con mắt của chư thiên thấy hết. Đó là mình nói về cái hạn chế của mắt vật lý này. Rồi cái hạn chế của tâm lý là sao? Thưa, nó có hai hạn chế. Hạn chế của tâm lý là cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, nó ảnh hưởng vào mắt của ta rất là dày, rất là đầy. Mình thương ai, cho dù người kia không có đẹp mình vẫn thấy đẹp. Mà mình ghét ai, dù cho người kia dễ thương vô cùng mình vẫn thấy cái mặt xấu ỉnh à, không có dễ thương gì cả. Có phải vậy không? Con mắt các vị nó hợp với một số người nào đó. Các vị thương ai đó thì các vị nhìn thấy cả đất trời này không ai là người đẹp cả, chỉ có người các vị thương là đẹp thôi à. Và điều này nó rất là đúng. Đó là mình nói về cái lĩnh vực tích cực của đôi mắt. Nó bị tâm thức, bị tình cảm của mình hạn chế. Rồi cái đôi mắt mình nó bị tri giác làm cho sai lầm nữa. Thế nào là tri giác làm cho sai lầm? Có cái câu chuyện vui đó là thế này. Có cái anh kia, anh tự nhiên mắc cái bệnh quan tưởng. Anh cứ thấy ảnh là hột bắp thôi à. Ảnh là con người đàng hoàng, nhưng mà tự nhiên ảnh thấy ảnh là một hạt bắp. Người ta gọi bệnh đó là bệnh gì? Bệnh quan tưởng. Cho nên ảnh rất là sợ gà. Gà thì nó ăn bắp, cho nên gặp gà là ảnh sợ lắm, chạy trốn chết đi. Người ta trị bệnh của ảnh bằng cái cách là đưa ảnh vô một cái bệnh viện tâm lý trị liệu. Bác sĩ đó chỉ trị bằng cái cách là đánh thức cái khả năng tâm lý của anh. Anh suy nghĩ một cách vớ vẩn, cho nên bây giờ là phải làm cái cách là tự kỷ ám thị giúp cho anh, để anh thấy anh là một con người. Cho nên cái câu mà bác sĩ dạy anh đó là anh nên nhớ anh là một con người có tri giác, có nhận biết đàng hoàng chứ không phải là hạt bắp. Anh nói nhớ không? Anh nói nhớ. Anh lặp lại cho tôi nghe. Anh nói tôi là một con người có hiểu biết, có tri giác, có nhận thức như một con người chứ không phải là hạt bắp.
thuộc lòng câu nói đó. Và một tuần sau bác sĩ kiểm tra nói: anh là gì? Anh nói: thưa, tôi là một con người có tri giác, có nhận thức, có hiểu biết của một con người. Ồ, thế thì có khả năng lành bệnh rồi đó. Cái mới dẫn ảnh đi ra ngoài chơi. Anh cầm con gà, anh coi giò anh chạy. Bác sĩ giữ không kịp. Khi gặp con gà rồi thì anh coi giò anh chạy, dắt giò cần cổ. Chạy vô tới phòng rất là mệt, thở hào hển. Bác sĩ nói: nè, tại sao anh nhận biết anh là một con người, anh hết bệnh rồi mà tại sao anh sợ vậy? Nó nói: dạ thưa bác sĩ, tôi vẫn biết tôi là một con người có tri giác, có nhận thức, có hiểu biết như một con người. Thế nhưng con gà nó đâu có biết tôi con người. Nó cứ tưởng tôi là hột bắp, nó bò ra làm sao. Thưa các vị, đó là câu chuyện vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái bài học thế này. Ta cũng có tâm trạng quan tưởng giống như là anh chàng bị bệnh kia. Anh bị bệnh kia thì anh thấy anh là hạt bắp. Còn chúng ta thì quan tưởng hơn, ta thấy ta là cái gì? Ta thấy ta là cái gì mà Đức Phật gọi là quan tưởng á. Đức Phật gọi là mình đang sống sai chết mộng, tức là sống thì trong cái sự quan tưởng, mà ra đi thì trong cái mộng mị, gọi là sống sai chết mộng. Thiền sư Huyền Quang ngày xưa, ngài có một bài thơ, ngài làm thơ bằng chữ Hán. Cái bài là: vũ quá khê sân tình, phong lâm nhắc mộng lương, phản quán trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Người ta dịch ra là thế này: mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ, quay đầu nhìn nhân thế, mở mắt giường say xưa. Vũ quá khê sân tịnh, nghĩa là sau cái cơn mưa rồi thì đất trời rất là trong, núi non dường như được lau sạch, rất là đẹp đẽ. Vũ quá khê sân tịnh, phong lâm nhắc mộng lương, là trong rừng phong, cái người hành giả gối đầu trên đống lá ngủ một giấc rất là ngon, là ngài nói đời sống của ngài. Phản quan trần thế giới là quay đầu nhìn lại, hay là quay tâm thức về để nhận diện đời sống của nhân gian. Khai nhãn túy mang mang là thấy mọi người mắt mở trao tráo mà giống như mộng mị. Đó là thiền sư Huyền Quang, ngài có một bài thơ: ngọ thùy ngủ giấc ngủ trưa, thức giấc nhìn ra cuộc đời như thế. Tôi đọc lại cái bản dịch rất là hay: mưa tạnh núi khe sạch, rừng phong một giấc mơ, quay đầu nhìn nhân thế, mở mắt giường say xưa. Thiền sư Huyền Quang, ngài sinh vào thế kỷ thứ 13 và mất đầu thế kỷ thứ 14, tức là ngài sinh 1254, mất 1334, quê ở Hà Bắc. Và mình dẫn ra câu thơ của ngài Huyền Quang, rồi nhắc lại lời Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, đó là: chúng ta đang sống sai chết mộng. Sống thì trong cái cơn say ngủ vùi, không nhận biết cái gì phải gì quấy, rồi chết thì chìm vào mộng mị. Và mình thử hỏi tại sao Đức Phật cũng như các vị thiền sư bảo rằng mình mở mắt trao tráo đây mà mộng mị? Tại sao? Ví dụ như bây giờ ai mà nói các vị là người mới ngủ thì các vị có giận không? Giận chứ. Mình rõ ràng đang thức giấc. Cái sự nhận biết của mình
rất là tin tưởng như thế này mà có người nói mình chiêm bao, mình mộng mị thì mình rất là giận. Nhưng mà thực tế là như vậy. Thực tế là ở mức độ cạn, như các vị thấy là ta luôn chấp chặt vào sự thấy biết của ta. Ta nghĩ là mọi vật trong cuộc đời này nó giống y như những nhận thức của mình, nó không hề có cái gì bị lầm lẫn. Cái sự nhận thức của mình nó chính xác, mình nghĩ như vậy. Trong khi đó thì thưa các Phật tử, là khoa học tặng cho mình một cái nhìn là những cái mình hiểu biết, những cái mình nhận thức hiện tại nó đều rất là hạn chế. Mình thấy cái nhà là một vật thể cứng, trong khi đó thì khoa học nói cái nhà là cái sự cấu tạo của những cái hạt vật chất rất là mịn. Nó có mặt tạm thời và nó được chúng ta đồng ý với nhau đó là một vật thể cứng, nhưng thực tế nó không phải là vật thể cứng, nó rất là rỗng từ bên trong. Rồi mình nhìn hình hài mình, nói theo cái tinh thần của nhà Phật, mình nghĩ đây là một hình hài, là một tổng hợp rất là sinh động. Nhưng mà nếu dùng cái lăng kính của khoa học rọi vào thì tất cả những cái tế bào kết hợp nên hình hài này, tự thân của nó rời từng mảnh chứ không hề có gì dính nhau cả. Và mình thấy nó chắc cứng, nó bền bỉ ở vật chất bên ngoài. Thưa, không có vật chất nào chắc cứng bền bỉ. Thấy nó là sinh động, có mặt thực tiễn, có chủ thể bên trong. Trong khi đó thì nhìn vào không có cái gì có chủ từ bên trong cả. Cái hình hài mà mình nghĩ lâu nay là của mình, thực tế nó không phải là của mình. Nó là một cái sự tổng hợp nương nhau để tồn tại. Nếu mình nhìn theo cái lăng kính của Đức Phật dạy ngày xưa cũng thế, rồi nhìn theo cái lăng kính của khoa học cho chúng ta biết thì nó cũng giống như vậy. Và tùy cái nhìn mà ta đối với hình hài, có thể ta trân quý nó, có thể ta coi thường nó, có thể ta sử dụng nó hợp lý, có thể ta sử dụng nó không hợp lý, tùy theo cái nhãn quan của từng người từ bên trong. Mình chia sẻ mức độ cạn là thế này, tùy theo nhãn quan mà mọi vật nó có giá trị nhất định với từng người khác nhau. Ví dụ như với nhãn quan của mình thì mình thấy cái núi đá kia là một núi đá bình thường, nhưng mà với nhãn quan của những loài động vật lớn á, thì nó thấy đó là cả một thế giới của nó. Nó đi không hết cả một vùng núi. Nơi đây là giang sơn của loài gấu, nơi đây là giang sơn của loài chó, nơi kia là giang sơn của loài voi. Nó thấy đó là một đất nước rất là mênh mông, có nhiều quốc gia, nhiều lãnh thổ. Thế nhưng mà đối với loài kiến thì cái núi kia nó là cái gì? Thưa, nó là một hành tinh à. Nó lớn vô cùng, loài kiến nó không thể thăm dò hết một vùng rộng lớn của một cái núi. Thế thì nhãn quan của từng cấp độ chúng sinh họ nhìn vào vật chất nó có những cái khác nhau. Mình quay trở lại đời sống con người thì nhãn quan của chúng ta, ta nhìn đây là hành tinh của ta. Ngoài hành tinh này, tất cả những cái hành tinh hiện diện như những vì sao xa xôi kia đều không có sự sống. Như quả tinh, hay xa hơn như là thiên vương tinh, hay là gần hơn quả tinh đó là mộc tinh, kim tinh gì vân vân. Một thái dương hệ nó có 7-8 hành tinh. Mình thấy duy nhất chỉ có hành tinh mình có sự sống, có nước, có cây, có loài động vật. Thế nhưng mà nếu nhãn quan của mình nó ở một tầng khác, ví dụ như nhãn quan của mình nó được nâng lên một tầng khác nữa, và cái tầng này nó tương ứng với cái điều kiện của hành tinh như mộc tinh hay quả tinh, thế thì loài chúng sinh nơi vùng đất đó sẽ thấy là cái hành tinh mình là một hành tinh chết, không có sự sống. Cho nên tùy theo tâm thức của từng chúng sinh, họ cảm nhận được cái môi trường sống của họ rất là khác nhau. Ví dụ như tùy theo cái tâm thức của từng thể loại động vật, nó cảm nhận đời sống của nó khác nhau. Động vật như loài kiến thì nó thấy núi là hành tinh. Động vật như những loài chó rừng, như những loài gấu vân vân, thì nó thấy núi đó là một thế giới của nó, là vùng lục địa của nó.
Rồi các động vật như loài người thì thấy núi là một hòn núi mà thôi, mà hành tinh này nó tròn như thế này, nó xoay quanh mặt trời 365 ngày mới gọi là một thế giới. Rồi nếu một chúng sinh tâm thức của họ khác, họ sống trong cái môi trường như kim tinh, mộc tinh hay quả tinh, thì họ thấy là thế giới của họ là cái vùng hành tinh đó, và họ có thể vân du chơi được nhiều nơi. Họ thấy hành tinh mình cái sự sống không phải là sự sống như hiện tại. Cho nên điều thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau là tùy theo cái nhãn quan nghiệp thức của từng thể loại chúng sinh mà mình cảm nhận được cái môi trường bên ngoài nó khác nhau. Ví dụ như cùng là nước mà chư thiên thì thấy nó là pha lê. Chúng sinh như con người thấy nó là loại nước để sử dụng uống nè, tắm nè, giặt nè, tưới cây nè. Thế nhưng mà loài thủy tộc, tức là loài sinh dưới nước, thì nó thấy nước là gì? Nước là sự sống của nó, là hành tinh của nó, là thế giới của nó chứ. Nó đi trong nước, nó thở trong nước, nó lội trong nước, nó ngủ trong nước, nhà cửa nó ở trong nước. Nó khác nhau chứ. Và từ cái điều này mình quay trở lại, thưa đại chúng là mắt của mình. Thưa ta chỉ nhìn được không gian 3 chiều thôi, ta không thể nhìn được không gian 4 chiều. Có những bậc thánh có mặt trong không gian vô hình này, ta nào hề thấy. Hay là chưa nói những bậc thánh, mình nói chuyện những cái thông tin thế giới nó có mặt trong không gian vô hình này mình có thấy đâu. Ví dụ như truyền hình, truyền thanh, điện thư. Các vị ở đây, các vị gọi điện thoại, nó đi bằng con đường nào? Trong không gian này là một biển năng lượng mênh mông. Người ta lấy điện thắp sáng để cho chúng ta xài cũng lấy từ không gian vô hình này. Người ta truyền được những cái thông tin, những hình ảnh cũng qua không gian vô hình này. Ta đang sống giữa biển năng lượng mênh mông, nhiều thông tin cùng xuống một lúc, nhiều hình ảnh cùng xuống một lúc. Thế mà mình có thấy đâu? Mình thấy chỉ là không gian, chỉ là quãng trống. Trong khi đó thì không hề có quãng trống trong không gian này. Cho nên mắt của ta nó hạn chế mặt vật lý, là ta không thể nhìn được tỏ tường về cái lĩnh vực không như chúng ta thấy. Trong khi đó không gian đối với chư thiên khác, đối với chúng ta khác, đối với loài động vật khác, mà mình chỉ thấy cái không thôi. Rồi cái hạn chế của đời sống tâm lý, thưa các vị, rõ ràng là mình vừa chia sẻ cùng các vị là tùy theo cái vui, cái buồn, cái phiền dẫn của chúng ta mà chúng ta nhận diện được người bên cạnh nó rất là khác biệt. Cho nên mở mắt mà mộng bị, tại vì mình đâu đã nhận diện rõ ràng những cái vật chất trước mặt mình, rồi mình cũng đâu có nhận diện rõ ràng về người đối diện của mình. Mình bị cái lớp màn mây của định kiến, của cố chấp, của tâm thức mình nó hạn chế vô cùng. Cho nên Đức Phật gọi là sống sai chết mộng là như thế. Thiền sư gọi là mở mắt giường sai xưa là như thế. Và mình chia sẻ điều này không phải dẫn các vị đi lang thang vào cái lĩnh vực thi ca, hay là về vấn đề cái nhìn đối với vật chất, cái nhìn đối với thiên hà vũ trụ chi, mà chia sẻ điều này để quay trở lại cái điều gần gũi nhất của đời sống bình thường chúng ta, để chúng ta tu tập thôi. Đời sống bình thường chúng ta là gì? Thưa, điều thứ nhất, đành rằng mình biết là mắt của mình hạn chế, nó nhìn không quá được vách tường, nó không thể thấy được không gian vô hình này có cái gì. Nhưng mà ta có thể làm được, ta có thể thực tập được đối với người Phật tử rất là chân chính, rất là ham tu, đó là mình hãy biết trân quý sự có mặt của đôi mắt mình trước cái đã. Thế nào là trân quý sự có mặt của đôi mắt? Bây giờ mình hỏi nhau là các vị có thực sự yêu quý, trân trọng cái đôi mắt đã hiện có của các vị không? Tại sao trân quý nó? Thưa, ngàn vạn sắc màu nó hiện ra trước mắt ta. Nếu không có mắt, ta làm sao thưởng lãm được đất trời đẹp đẽ, cây lá màu xanh, trời rất là trong, nắng rất là ấm. Mình ăn một tô phở ngon, thưa, đâu có phải là
mình nếm tô phở bằng vị giác không, mà còn con mắt nữa chứ, phải không? Ví dụ như thức ăn ngon mà người ta trình bày không đẹp, thấy nó không ngon. Cái dĩa rau mà họ sắp miếng dưa, miếng cải, miếng ớt có màu đỏ, màu xanh, tự nhiên mình thấy nó ngon hơn chứ. Rõ ràng là mắt của mình nó đóng góp, nó làm cho vị giác của mình tăng hương vị. Rồi mắt của mình nó làm gì nữa? Thưa hạnh phúc đời sống ta có mặt, đôi mắt nó đóng góp rất là lớn. Ta cứ thử hình dung là mình bị bẩm sinh là người khiếm thị, không thể nhìn rõ được mặt mũi ai. Các vị thử hình dung là các vị có gia đình, các vị không biết mặt mũi người thương mình ra sao cả. Mình dùng tay mình sờ sờ vào mặt thôi, chứ mình làm sao thấy mặt ngắn mặt dài ra sao. Mất đi 1/3 đời sống hạnh phúc của gia đình. Mình thử tưởng tượng chừng đó thôi. Và chưa cần tưởng tượng như thế, có một lúc nào đó mắt của các vị bị bệnh, các vị bị bác sĩ họ băng như thế này chừng 10 ngày thôi, nhắm mắt đen thui không thấy gì cả. Là một sớm nào đó bác sĩ họ tới, họ gỡ băng mắt của các vị ra để các vị tiếp xúc được với đất trời, tiếp xúc với mặt mày của những đứa con. Các vị tự nhiên cảm thấy không có hạnh phúc nào lớn bằng mình có được đôi mắt sáng cả. Có phải vậy không? Mình nhìn được mặt mày con cái mình, nhìn được mặt bố mẹ mình, nhìn mặt người thân mình, lúc bấy giờ niềm vui nó tự nhiên tràn đầy. Không cần ai cho tiền mình cũng vui nữa. Thế thì rõ ràng là ta có được đôi mắt vật lý này, dù nó hạn chế theo cái nhìn của nhà khoa học, nhưng mà chỉ cần đôi mắt thịt này thôi thì đủ hạnh phúc lớn vô cùng đối với một đời người. Cho nên ta hãy trân quý đôi mắt của ta. Đó là cái cách thực tập của người Phật tử đầu tiên. Và mình làm thế nào thực tập sự trân quý của đôi mắt? Ví dụ như sáng các vị mở mắt ra, cái gì nó đến với ta trước nhất? Cái gì nó đến với ta trước nhất? Mở mắt thức dậy lật đật bước xuống giường, lật đật làm gì nữa? Rửa mặt rửa mày rất là vội vàng, rồi kiếm cái gì ăn, leo lên xe, mở máy tới chỗ làm. Và mình chưa hề nhận diện được cái sự trân quý. Mình vừa mở mắt ra là mình nhìn thấy sắc màu, phải không? Và thông thường thì vừa thức giấc cái mình mời gọi cái bận rộn, cái lo lắng, cái lo âu tới liền, chứ không đợi phút thứ hai. Thường thường là như thế. Chúng ta vừa mở mắt, chưa kịp mở mắt nữa là cái sự lo lắng, ưu tư, buồn phiền nó tràn về ta trước tiên rồi. Rồi có khi nó vụng về hơn là những cái mình giận hồi tối á. Mình giận cái người nọ, giận người kia, giận bà xã, giận ông chồng mình. Vừa mở mắt thức là cái giận nó tràn về, nó trấn ngự tâm thức mình trước. Thay vì mở mắt mình cảm ơn là đôi mắt mình sáng hôm nay mở ra vẫn còn bình thường. Có khi tối ngủ một đêm, sáng về con mắt mình nó mở ra không có được. Các vị có bị bệnh nhậm hồi nhỏ bao giờ chưa? Thưa tôi, hồi nhỏ tôi bị bệnh nhậm, sáng mở mắt không được. Và lúc nhỏ tôi đã ý thức được điều này. Tôi nghĩ là ví như mình không bao giờ mở được con mắt, không biết mình khổ đến đâu. Và các vị hãy nhớ lấy cái điều cần thiết ban đầu, đó là ta hãy biết quý trọng đôi mắt của mình. Mỗi sáng mình thức giấc, mỗi sáng thức giấc chỉ cần mở mắt ra, nhìn được cái nhà của mình, nhìn được con của mình, nhìn được người thân của mình, là mình đủ tạ ơn đất trời, tạ ơn sự sống, tạ ơn hình hài này đã cho mình đời sống. Và làm được điều này, các vị sẽ biết trân quý cả một ngày. Ta có nguyên cả một ngày từ mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn để ta sống với niềm vui. Và thực tập điều này, đó là mức độ cạn nhất mà người Phật tử ta phải thực tập. Bằng các vị không có thực tập được điều này thì mình mất đi một ngày để lo âu, để bận rộn, để buồn phiền, để toan tính, để chạy vại ngược xuôi. Và có khi những cái chuyện không đâu, nó không đáng gì cả, mà mình cứ chất chứa nó vào tâm thức mình để buồn, để giận, để bực bội, để tiếc thương. Không biết rằng ngày lại ngày nó đi qua rất là tội nghiệp. Cho nên để thực tập giỏi,
để làm cho đời sống mình có được niềm vui, thì cái điều đầu tiên mỗi lần thức giấc, các vị hãy biết trân quý sự có mặt của đôi mắt của mình. Vừa mở mắt thức giấc thì ta hãy nhớ là ngày hôm nay hạnh phúc vô cùng khi mình mở mắt ra nhìn được muôn vạn sắc màu đang trải ra trước mắt. Đó là cái điều thứ nhất, ta thử thực tập để trân quý cái gì mình hiện có. Và điều này đâu có khó làm với chúng ta, có phải vậy không? Các vị mở mắt ra, các vị mời gọi cái lo âu, cái buồn phiền, cái tức tối của ngày qua về để trấn ngự trong tâm các vị thì mới khó chứ. Còn vừa mở mắt ra mình nhớ là mình còn đôi mắt sáng thì đâu có gì khó khăn đối với chúng ta đâu. Vừa mở mắt là ta cảm ơn sự sống rồi. Vừa mở mắt là mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì mình có được đôi mắt sáng để có thể nhìn đất trời, nhìn người thân. Đó là điều rất dễ dàng ta thực tập. Cái điều thứ hai ta cũng có thể thực tập nữa là thế này. Mình nhìn bất cứ ai, bất cứ việc gì, mình đừng để cho cái buồn, cái giận, cái trách cứ trong tâm thức mình nó tràn ra đôi mắt. Thông thường mình cứ nhìn người qua cái tri giác sai lầm của mình rất là nặng. Mặt mày của người ta như thế ấy, ấy vậy mà mình vừa nhìn cái cục giận ở bên trong nó tràn về, cho nên mình thấy mặt đáng ghét. Trong khi thưa đại chúng là ghét và giận nó không làm hại ai cả, mà nó hại chính cuộc sống của ta chứ không phải nó hại người. Ví dụ như các vị nhìn người kia các vị giận, cái giận của các vị không có làm chết người ta đâu, thế mà nó làm tim gan của các vị cháy lên. Và khi cái giận nó tràn về trong tâm thức các vị thì nó gây tổn thương cho thân, rồi nó gây tổn thương cho người chung quanh. Và thông thường mình không biết trân quý đời sống của mình, không biết trân quý thọ mạng của mình, cho nên mình để cho cái giận, cái tức tối nó trấn ngự mình. Mỗi một lần các vị giận mà lâu, các vị cảm thấy như năng lượng đời sống mình nó tiêu hao vô cùng. Và người nào mà giận nhiều, mở miệng, mở mắt là hay giận hay hờn, chắc chắn một điều tuổi thọ người đó giảm dần theo với cơn giận đốt trong tâm thức của họ. Thường thường ta giận nhiều thì gan ta có vấn đề thôi à. Vì mỗi lần giận á là tự động thần kinh não mình nó tiết ra một cái loại độc tố, một cái loại hóa chất nó đi vào máu. Và khi cái giận mà nó tràn ngập tâm thức mình thì gan của mình nó mệt vô cùng để nó luyện lọc máu. Các vị có để ý là khi mình giận, tim của mình nó rất là thổn thức, do cái lượng máu của mình nó bị cái hóa chất độc hại từ não tiết ra, cho nên gan của mình nó rất là mệt, tim mình nó rất là mệt. Buồn cũng vậy, giận cũng vậy, tức tối cũng vậy. Mỗi một lần có cơn buồn, cơn giận, cơn tức tối nó tràn về thì nó làm cho sức khỏe của mình hao mòn, năng lượng đời sống mình bị tiêu giảm. Và hai cái này nó cùng đóng góp, nó tàn phá sức khỏe mình, nó làm cho thọ mạng của mình ngắn lại. Ấy vậy mà mỗi lần nhìn người, cái mình mời cái giận vu vơ đâu nó tràn về, thế thì rõ ràng là ta không biết trân quý đời sống của chính ta. Cho nên cái điều thứ hai người Phật tử phải thực tập là mỗi khi các vị nhìn bất cứ ai, bất cứ người nào, các vị đừng có để cho tâm thức buồn, giận, bực bội, tức tối nó tràn về, nó trấn ngự các vị. Đó là cái cách thứ hai chúng ta thử thực tập. Và mình làm thế nào nhìn bất cứ thiên hạ mà đừng để cho cái buồn, cái giận nó tràn về? Làm thế nào? Có khi nào các vị nhìn ai các vị nổi cơn giận liền không? Có chứ hả? Có khi nào các vị nhìn ai các vị thấy ghét liền không?
Cũng có chứ hả? Và mình thử hỏi nhau tại sao mình nhìn người ta cái thấy giận, thấy ghét. Trong khi đó thì bao nhiêu người nhìn, người ta không thấy giận, thấy ghét. Chỉ có mình nhìn cái mình thấy giận thôi. Tại sao? Ví như cái người kia mặt họ đáng ghét thiệt á, thì ai nhìn cũng thấy ghét chứ. Thế mà không phải vậy, chỉ có mình thấy ghét thôi, mà người khác ta thấy dễ thương nhé. Thế thì tại sao người kia ta nhìn ta thấy ghét? Tại sao? Tại vì mình nhìn cái mình để cho những cái lưu trữ hồ sơ của mình về người kia nó tràn về. Ví dụ như trong máy vi tính á, người ta đi vào cái tập hồ sơ nào ta mở ra thì nội dung của hồ sơ đó nó mới hiện lên máy, có phải không? Tôi phân máy của tôi ra làm nhiều ô nè. Ô này thì cất chứa những bài pháp thoại nè. Ô này chứa những bài viết nè. Ô này chứa những bản dịch thiền sư nè. Ô này thì tôi lưu trữ tiểu thuyết nè. Tôi bấm vô cái hồ sơ lưu trữ tiểu thuyết, bấm vô, đó là bước thứ nhất. Cái tôi đọc của hồ sơ lưu trữ đó, và tiểu thuyết đó nó chứa nhiều cái hạt giống để cho tôi buồn, tôi giận, tôi chảy nước mắt. Thế tôi bấm vô đó thì tôi làm gì? Lòng tôi nó ngổn ngang trăm mối. Tôi buồn, tôi giận, tôi khóc với những trang truyện, phải không? Nếu tôi bấm vô hồ sơ đó là kinh điển của Phật dạy, thế thì hồ sơ nó tặng cho tôi cái món quà gì? Món quà của niềm vui, sự thanh thoát tâm hồn. Rồi tôi bấm vô hồ sơ lưu trữ hình ảnh về những chùa chiền tự viện, thì tôi thấy hình ảnh sắc màu nó hiện lên rất là đẹp đẽ. Và từ cái điều này mình quay về hồ sơ lưu trữ trong tâm thức mình. Mình có những cái ngăn cất chứa hồ sơ yêu thương nè, hồ sơ của lòng rộng lượng tha thứ nè, hồ sơ của cái tâm từ thiện nè, hồ sơ của sự tu hành nè, và hồ sơ giận, hồ sơ buồn, hồ sơ ghét. Và mình nhìn một người, cái mình bấm vào hồ sơ gì để mình giận? Hồ sơ lưu trữ về sự đáng ghét của người kia. Cho nên những cái đó nó hiện lên trên cái màn ảnh máy của mình, cái tự nhiên mình giận. Cũng như thế, khi mình nhìn bất cứ ai, mình bấm vào cái hồ sơ lưu trữ của mình về cái dễ thương của người ta, thế thì nó hiện trên cái monitor của chúng ta là cái gì? Cái hình ảnh dễ thương, những dòng chữ ghi về những cái tình cảm của người kia đối với mình, phải không? Và thưa, trong đời sống của chúng ta có cái điều kỳ lạ, các vị lưu ý là thế này. Những cái điều dễ thương về người ta không nhớ, hoặc ta nhớ rất ít. Những cái điều người ta làm ơn cho mình cũng nhớ, mà mình nhớ không có giỏi, mình muốn quên cho nó mau. Mình mang ơn của ai mình muốn quên rất là nhanh, mà mình thi ơn cho người thì mình nhớ rất là kỹ. Mình cho người ta 1 đồng mình nhớ hoài, còn người ta cho mình 100 đồng thì mình lại không buồn nhớ. Cái tâm thức của chúng ta có thói quen như thế. Rồi cái điều mà gây cho ta cái niềm vui, cái hạnh phúc của người thân ta thôi, ta không nhớ. Cả đời sống với nhau biết bao nhiêu ân tình rất là nặng, mà ta đâu buồn nhớ làm gì. Nhưng mà chỉ cần nói một câu xúc phạm mình, không có tình nghĩa với mình, cái mình nhớ in cái câu đó, mình tô nó rất là đậm, để lâu lâu chừng 2-3 ngày cái mình nhắc cái câu nói đó. Dù người ta xin lỗi rồi đó, nhưng mà câu nói đó nhất định là không xóa, nó lưu trữ vào hồ sơ hoài. Mỗi lần giận nhau đem câu nói đó ra, mỗi lần ghét nhau đem câu nói đó ra. Cái vụng về ta là như thế. Rồi khi mình nhìn ai, mình cũng nhìn bằng cái tâm thức như vậy. Cái điều dễ thương về người mình không buồn nhớ làm gì, cái điều đáng ghét về người thì mình nhìn cái là những cái điều đó nó hiện lên. Mình bấm vào cái ngăn hồ sơ dễ ghét, dễ tức tối, dễ bực bội, dễ thù hận về bao người, đến nó hiện lên trong cái monitor của tự tâm chúng ta, để chúng ta ghét người nhiều hơn, giận người nhiều hơn, phiền trách người nhiều hơn. Có phải vậy không? Cho nên cái phương pháp thực tập thứ hai, khi ta nhìn thì ta làm gì? Điều thứ nhất, nhìn người, mình nên bấm cái hồ sơ gì về người? Hồ sơ thương chứ.
Và khi bấm hồ sơ này thì cái gì có lợi cho ta? Thưa, lợi vô cùng. Các vị nên nhớ là lòng các vị mà tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự thương yêu thì nó làm cho, làm cho sức khỏe mình tăng trưởng nè, tuổi thọ mình được cao nè. Và niềm vui nó có mặt rạng rỡ bên ngoài. Thưa các vị, gần nhất là thế này. Gần nhất là mình gần ai cũng dễ cả. Gần nhất là ai cũng thích mình cả. Mà niềm vui nó không có mặt bên ngoài thì cái mặt của các vị nó sầu thảm, nó ủ ê, nó phiền muộn, thì người ta lại gần các vị, vị tình họ nói vài câu họ chạy mất, họ đâu dám gần. Và khi niềm vui nó có mặt trong tâm thức các vị thì nó chữa lành được tất cả những tật bệnh. Tật bệnh nan y nó cũng chữa lành nữa. Có một câu chuyện rất là vui mình kể ra đây để cho đại chúng nhớ về điều này, để cố gắng thực tập. Là nhìn ai mình phải nhìn bằng cái lòng yêu thương và mời niềm vui có mặt. Cái câu chuyện ghi có ông tỷ phú người Mỹ, khi được bác sĩ khám là bệnh ung thư đến thời kỳ cuối, cái ông nghĩ là chắc mình không còn bao lâu nữa trong cuộc đời, thôi thì còn những ngày cuối trên nhân gian mình hưởng cái hạnh phúc cho nó trọn vẹn để rồi ra đi. Cho nên ông xuống cái chiếc du thuyền. Cái du thuyền của người giàu kia thì nó tiện nghi, nó sang trọng vô cùng, nó không phải như cái thuyền đánh cá của mình đâu. Và trước khi đi á, ông mua hết những cái phim hài, cái phim nào mà có thể giúp cho ông vui cười thỏa thích thì ông mua hết. Và ông mua hết phim hài, ông xuống thuyền, ông cứ dong thuyền theo dọc bờ biển. Và cứ mỗi một thành phố đi ngang qua thì ông ghé lại để mua nhiên liệu cho máy và mua thức ăn đi theo trên cái chuyến viễn du. Và đồng thời ông mời hết những người ở trên thành phố đó, những người nào rảnh rang có thì giờ, hoặc ông già, hoặc trẻ em, hoặc bà già, xuống với thuyền ông để coi phim hài. Và ta dư biết một điều là phim hài nó dàn dựng cái thứ gì mà làm cho ta cười bò càng thì được gọi là phim hài, phải vậy không? Và thiên hạ cùng xuống thuyền coi với ông thì đều vui cười, và ông cười lăn chiên, cười nước mắt nước mũi chảy ra thôi. Và cái điều vui nhất là coi phim hài có nhiều người cùng coi với mình thì nó lại vui thêm. Giống như coi đá banh mà coi một mình thì đâu có hứng thú chi, phải coi với một nhóm bạn bè họ cùng một cái máu mê bóng đá như mình thì mới vui chứ. Trong bóng đá mà nó la thì mình ở ngoài la thì cái sự hứng thú nó mới lên cao. Thì phim hài cũng thế. Và khi rời thành phố đó, ông đến thành phố khác. Cái việc đầu tiên lên thành phố kia thì ông kiếm tất cả những cái phim hài. Và ông đến nước này, đến nước nọ, đến nước kia, ông cũng cùng một cách thế như vậy. Nghĩa là vui với rất nhiều người, coi những cái phim hài. Và cuộc đời ông nó đi thông dong như thế qua được 6 tháng. Cái ông quay với du thuyền trở lại Mỹ, lên khám bác sĩ. Và cái điều kinh ngạc cho bác sĩ đó là bác sĩ khám nó, ủa, cái ung thư của ông nó rất là nghiêm trọng, thế mà 6 tháng nay ông đã chữa cái thứ gì mà bây giờ cái dấu vết ung thư không còn vậy? Ông nói tôi nào có chữa gì đâu, tôi nghĩ là mạng sống mình tới ngang đây dừng thôi, thì trước khi chết mình chết một cách rất là an vui thỏa thích, cho nên tôi làm như thế thôi. Tôi mướn phim hài tôi chơi cả 6 tháng nay, một số người cùng coi phim với tôi rồi vui cười thỏa thích, và ngày thì coi phim hài, tối ngủ rất ngon, thế thôi. Bác sĩ nói, ồ, hóa ra là đây là một phương pháp trị liệu rất là tuyệt vời. Thưa đại chúng, Tây Y bây giờ họ có một phương pháp là trị bệnh ung thư bằng niềm vui. Và thế giới bây giờ nó có một cái bộ môn gọi là dạy người ta cười để trị bệnh nữa. Và những cái trung tâm ở bên Ấn Độ đào tạo ra những người bác sĩ tâm lý trị liệu chỉ bằng một phương pháp là làm cho bệnh nhân cười được để trị bệnh. Và mình nói điều này không phải đùa. Nó có những cái nơi người ta mời những người tâm lý trị liệu dạy cười đó qua tới bên Úc để dạy những cái trung tâm trị liệu như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên mình thực tập đó là khi nhìn bất cứ ai, ta hãy làm một việc là gì?
hãy bấm vào cái hồ sơ lưu trữ về niềm vui, về sự tri ân, về hạnh phúc, về những cái việc đáng trân quý về người kia, đáng tạ ơn người kia, đáng thương yêu người kia. Mình mở hồ sơ đó về người đó. Và khi các vị mở hồ sơ thương yêu về một người nào được, thế thì ta tiếp xúc với người kia bằng cái gì? Bằng trái tim yêu thương của ta đối với người kia, bằng cái sự trân quý của ta đối với người kia. Thế thì cái điều lợi ích lớn nhất đó là nó tặng cho mình cái món quà là lòng mình tràn đầy niềm vui, tri ân và hạnh phúc với chính mình trước. Thứ hai nữa là khi lòng ta tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự tri ân đối với người kia, thì cái sự giao cảm của tâm thức chắc hẳn là người kia sẽ nhìn ta bằng đôi mắt yêu thương, trân quý, hạnh phúc, tri ân ta thôi. Và thông thường ta làm được điều này với ai trước? Vô lý, mình mở cửa ra, mình chạy ra nhà hàng xóm, mình nhìn người ta trước à? Phải không? Mình mở mắt ra, mình thức giấc, mình nhìn ai trước? Lâu nay cái của nợ nằm bên cạnh mà mình coi nó là cái của nợ đấy, phiền muộn cho mình vô cùng, bực bội vô cùng, khó chịu vô cùng. Thưa, mình đổi con mắt lại, không nhìn như thế nữa, mà nhìn người này bằng cái niềm tri ân. Đôi mắt ta vẫn còn sáng để nhìn mặt người thương, rất là hạnh phúc. Và ta hãy nhìn những cái điều dễ thương của người kia, rất là hạnh phúc. 20 năm sống với nhau, 10 năm sống với nhau, thưa, nếu mình có thể lấy giấy mình liệt kê những cái điều dễ thương của người kia thì nhiều đó chứ, phải không? Thưa, có khi một quyển tập 1000 trang viết không đủ chứ đâu phải là lợi ích đâu. Ấy vậy mà khi nhìn người kia, cái mình gợi những cái dòng viết của mình ghi về người kia là hôm qua nói nặng mình một câu, tổn thương ghê nè, xúc phạm mình nè, nói nặng bố mẹ mình nè. Mình cứ nhớ chi cái chuyện đó cho nó tội nghiệp cuộc đời mình, phải không? Cho nên hãy thực tập là ngay bây giờ, mỗi khi nhìn người thương, mỗi khi nhìn con, mỗi khi nhìn bố mẹ, ta hãy nhìn bằng cái hồ sơ lưu trữ của mình về cái sự đáng thương, đáng quý, đáng tri ân, đáng trân trọng của ta về những người xung quanh. Mình làm được điều này với người mình thương, làm được với con cái mình, làm được với bạn bè mình, thế thì thưa đại chúng là ta mở cửa, ta đi ra đường, ta nhìn ai cũng là người dễ thương cả, là bạn ta cả. Mình thử hình dung là mình mở mắt ra, mình nhìn thấy cái gì cũng đáng ghét hết, thế thì người đã sống với ai? Không sống được với ai cả, bất hạnh vô cùng đối với cuộc đời, đối với con người. Mình nhìn thấy cái gì cũng đáng giận, đáng ghét, thấy cái chén cũng muốn đập, thấy cái ly cũng muốn vứt đi, thấy cái đôi dép cũng muốn đá bỏ, thế thì rất là tội cho cuộc sống mình, phải không? Cho nên thử thực tập là hãy nhìn mọi vật mình tiếp xúc, mọi sắc màu mình tiếp xúc, mọi con người mình tiếp xúc, mọi cái loại động vật bé nhỏ mình tiếp xúc bằng đôi mắt trân quý, yêu thương, ban tặng niềm vui và hạnh phúc. Mình tu chút xíu đó thôi, đó là mình tu cái hạnh từ nhãn thị chúng sinh của Quán Thế Âm. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái câu tuyệt vời để tôn vinh, đó là Ngài có đôi mắt đầy thương yêu để nhìn cuộc đời, nhìn con người, nhìn sự vật. Và thưa các Phật tử, chỉ cần tu chút xíu nhỏ nhoi trong đời sống mình là tu 2 con mắt thôi, là đủ để làm món quà lớn lao cho đời sống mình hạnh phúc vô vàn rồi. Và thưa đại chúng là ta có cái nhìn thế nào đó thì ta ghét, thế thì ta cũng từ cái nhìn thế nào đó thì ta cũng làm cho lòng mình mở ra và thương yêu chứ. Không hề có một con người nào không dễ thương trên nhân gian này cả. Nếu có một người khó thương nhất trên nhân gian này là ai? Là mình chứ không phải là người kia nghe. Nếu có người nào không dễ thương, đó là chính mình chứ không phải người kia. Và vì chính mình không dễ thương cho nên mình nhìn người không dễ thương. Mình mà dễ thương trong tâm thức mình rồi, thưa các vị, các vị nhìn cái gì các vị cũng thấy tri ân và dễ thương cả. Lòng các vị mà mênh mông, lòng các vị mà tràn đầy niềm vui và hạnh phúc,
Thế thì các vị có thể nhìn mọi vật bằng cái niềm tri ân rất lớn lao của mình, nhìn mọi vật bằng cái nhìn rất là hạnh phúc. Và mình mở được con mắt ở mức độ cạn như thế thôi thì xứng đáng là những người Phật tử. Bằng không như thế thì thưa, thứ nhất là mình không trân trọng sự có mặt của đôi mắt của mình rất tuyệt vời. Quà tặng của nhân gian dù lớn mấy, nhưng nếu chúng ta không có đôi mắt, thế thì ta thử hỏi, dù châu báu, dù kim cương có chất đóng trước mặt ta, vô vị thôi à, không giá trị gì cả. Mắt mình có thấy sắc màu đâu mà biết cái sự lóng lánh của viên kim cương. Cho nên đôi mắt này quý hơn, quý hơn kim cương chứ. Rồi cái quý hơn nữa là khi đôi mắt của chúng ta nhìn mọi vật mọi người mà không có thành kiến, không có để cho tâm thức buồn phiền giận tức nó trôi ra, thế thì đôi mắt của ta nhìn là cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp, trọn vẹn cái lành, trọn vẹn cái chân thiện của cuộc đời này. Rồi đôi mắt của ta mà nó không có bị ám ảnh bởi buồn thương giận ghét nữa, và ta làm được một việc sâu xa hơn, đó là nhìn là ban phát niềm vui, mời những cái hồ sơ, những cái ký ức dễ thương cất về người kia tràn ra, thế thì ta nhìn là ban tặng hạnh phúc niềm vui cho chính tự tâm ta, và ban tặng hạnh phúc và niềm vui cho bao người chung quanh. Ta chỉ cần tu một cái bộ phận của hình hài này là đôi mắt thôi, thế thì ta có thể làm được vô vàn điều kỳ diệu đối với một đời người. Mở mắt ra là đủ hạnh phúc rồi, nhìn bông hoa là hạnh phúc rồi, nhìn đất trời hạnh phúc rồi, nhìn mặt người thương là hạnh phúc rồi. Thế thì mới xứng đáng với lời của Đức Thế Tôn dạy là mở mắt mà thấy thật. Còn không thì mình mở mắt mà vẫn là người ngủ mê. Cho nên các vị hãy cố gắng thực tập những điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Và tóm lại một điều thế này, mình chia sẻ một vòng để mời các vị quay về biết trân quý cái gì trước. Trân quý cái gì trước? Trân quý sinh mạng mình vậy trước. Đức Phật dạy câu pháp cú đó, như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Một năm đi qua rất là nhanh, lón một cái bữa nay là mùng 7, mùng 8 Tết rồi. Tức là cái Tết đi qua rồi, rồi cái Tết sẽ đến. Cái Tết sẽ đến là cái Tết của năm tới. Và năm tới có nghĩa là mình trồng thêm một tuổi. Trồng thêm một tuổi có nghĩa là mình mất đi một năm của đời sống rồi đó. Và cứ thế, ngày này qua, ngày kia qua, lần lần chúng ta không khéo tu thì mất một ngày, mất một tháng, mất một năm, rồi mất một đời người. Mình may mắn vô cùng sống ở trên cái vùng đất này, nó yên bình, không có chiến tranh hoạn họa, đời sống chúng ta được bảo đảm, đời sống vật chất của chúng ta cũng được an ổn, không có đói kém, không có thiếu thốn chi. Mình hãy lợi dụng cái điều kiện phước đức mình đang có, mình hãy làm cho mỗi một ngày của đời sống của mình nó đầy niềm vui, đầy hạnh phúc, nó xứng đáng vô cùng, để rồi trả hình hài này về cho cát bụi. Ta mang trong tâm thức ta trọn vẹn các nghiệp lành, để mai kia ta trở lại một hình hài mới thì ta còn trở lại nơi cái vùng đất này, để ta có thể vươn vai sang hơn, giàu hơn, đẹp hơn, thọ mạng dài hơn. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ. Cái thứ hai là các vị hãy trân quý những cái hiện có trong đời sống ta, như đôi mắt này, như lỗ mũi này, như lỗ tai này, như cái miệng này. Ta có cái miệng đang ăn ngon là hạnh phúc. Mình đừng đợi tới lúc bệnh, mình nuốt miếng thứ nhất vô còn là thức ăn, miếng thứ hai nuốt vô nó đắng còn hơn thuốc nữa. Sẽ có lúc nào đó bệnh nó như thế. Cho nên mình